chồng cô nhé. Ơ kìa vợ, đã tập thể dục buổi tối đâu mà đã ngủ sớm thế? Vợ mà cứ như thế này ấy, phải để con mới được. Ơi, vợ. Để em sinh con cho anh nhé. Mọi chuyện bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Hả? Anh có cuộc họp mà muộn rồi này. Muộn rồi á? Ừ. Sao không gọi anh? Sao đòi cứ nặng chịu nhỉ? Đau đau kiểu gì ấy? Thôi đi thay đồ đi, nhanh lên, muộn rồi. Ôi sếp ạ. Ôi, gia đình sếp hạnh phúc thế, em ngưỡng mộ quá. Phải cố gắng phấn đấu chứ hả? Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, mà hôn nhân chỉ hạnh phúc khi không có dấu chân của kẻ thứ ba, phải không sếp? Chị kêu anh vui tính thật đấy. Chị nói thật mà. Thế nên ấy, em tận hưởng được lúc nào thì cứ cố gắng mà tận hưởng đi, chứ không biết là cơn ác mộng mang tên Tiểu Tam sẽ xuất hiện lúc nào rồi. À, em cảm ơn chị đã nhắc nhở. Mưa lúc nào thì mắt mặt lúc đấy thôi. Với cả em với Trung xin phép và sẽ đáp một tí nhá. Em xe em đi đi. Cô đi đây. Tôi hỏi cô, vừa rồi cô nói là có ý gì hả? Em chỉ muốn nhắc nhở vợ sếp một chút thôi mà. Từ hôm qua đến giờ em cứ lăn tăn mãi một chuyện. Chuyện gì? Chuyện đặt tên cho con hai đứa mình thế nào ấy. Cái gì? Cô bị điên à? Con nói linh tinh cái gì đấy? Sếp cứ nhớ lại đi. Hôm qua sếp mạnh bạo với em như thế nào? Còn muốn đẻ con với em nữa cơ mà. Cô... nói chuyện xong chưa? Ly à? Vâng. Chúc em hạnh phúc nhá. Bye em. Anh, có chuyện gì thế? Anh. Hả? Làm sao đây? Không, có chuyện gì đâu mà. Thôi, hay là em bắt xe về trước đi, xong rồi tối về sau. Thôi được rồi, em về trước nhá. Em đi cẩn thận nhá. Chị đến đây có chuyện gì đấy? Vợ ơi, em đi vào nhà trước đi. Có chuyện gì thì mai đến công ty nói. Chứ tôi không thích nhân viên đến trước cửa nhà của sếp như thế này đâu. Tôi mang con tôi đến nhà bố nó mà cũng cần phải có lý do gì ạ? Bố nó? Nhưng mà con chị thì liên quan gì đến nhà tôi mà anh cô mang đến đây? Thì bố nó ở đây mà, anh Phúc. Vợ ơi, em bình tĩnh nghe anh nói đã. Tất cả mọi chuyện không phải nghiêm nghị đâu. Chỉ là hiểu nhầm thôi. Này, tôi làm cái gì cô mà bây giờ cô đến nhà tôi ăn vạ như này hả? Anh quên à? Ngay sau đêm hôm đấy em chả bảo anh là phải về nhà nghĩ tên cho con dần đi rồi còn gì. Cái gì? Này, cô nói linh tinh cái gì đấy hả? Hai người lừa dối tôi á. Mọi chuyện không phải nghiêm nghị đâu. Chuyện không như em nghĩ á. Người ta đã vác một bầu đến đây nhận bố nữa. Anh phản bội tôi từ lúc nào hả? Hai người phản bội tôi từ lúc nào? Này, cô nhìn đi.
thai nhi con của mẹ Kiều Anh với bố Phúc được 4 tuần 3 ngày tuổi thì tôi nghĩ là cô tự tính được chứ nhở. Mà tôi là nhân viên của chồng cô chứ có liên quan gì đến cô đâu mà nói là tôi phản bội cô. Cô im mồm đi! Vợ ơi, vợ, em bình tĩnh ngay giải thích đó. Anh đừng nói thêm một câu nào nữa. Vợ ơi, vợ ơi! Vợ ơi, vợ, em bình tĩnh lại đi, Ly. Thả tôi ra. Thôi, đừng diễn nữa. Con tôi ấy, nó sợ ồn lắm. Bây giờ anh có hai sự lựa chọn. Một là ly hôn với cô ta rồi đón tôi về đây. Còn hai ấy, là tôi sẽ tung chuyện này lên mạng. Lúc đấy tôi e là công ty của anh không chống đỡ nổi đâu. Cô... Ly hôn đi. Ly, em nói cái gì đấy? Em có tỉnh táo không hả Ly? Tôi nói muốn ly hôn. Tôi không muốn sống chung với người như anh. Càng không muốn sống chung với bầu không khí của cô ta. Loại tiểu tam. Còn công ty này, anh cố mà giữ lấy. Nếu em đã quyết định như vậy, anh sẽ ly hôn. Rất quyết đoán. Này, ký đi. Hóa ra những chuyện từ trước giờ là do cô sắp đặt. Từ chuyện có con đến chuyện cô thông báo về người thứ ba. Còn giấy ly hôn nữa. Đương nhiên, cô phải biết đấy, là một khi tôi đến tận nhà cô, tức là trong tay tôi đã vẽ ra một bản kế hoạch cụ thể rồi. Bây giờ chỉ là lượt của cô thôi. Được, tôi sẽ ký. Sau khi ly hôn, em muốn như thế nào? Tôi không muốn bất cứ thứ gì của anh cả. Cái gì của anh là của anh. Cái gì của tôi vẫn mãi là của tôi. Biết điều đấy. Thế thì cô mau chóng dọn dẹp rồi cuốn xé ra khỏi căn nhà này đi. Để dành chỗ cho gia đình nhỏ của chúng tôi chứ. Cô bị điên à? Người phải ra khỏi căn nhà này là tôi với cô đấy. Là sao? Căn nhà này không phải là của anh à? Không chỉ căn nhà này đâu, còn cả công ty nữa đều không phải của tôi. Bây giờ hay, tất cả là tại cô đấy. Tôi trắng tay rồi. Không thể nào như thế được. Sao lại thế? Cứ như thế đi, tôi sẽ ký. Bỏ mẹ ơi, tưởng hốt được cái mỏ vàng anh là mỏ chỉ. Vớ vẩn mình lại mang nợ cho cả đời. Không chuyện ly hôn gì cả, mà cũng không có đứa con nào ở đây cả. Tất cả chuyện này là do tôi bày ra. Thôi, tôi đi về đây. Cô đứng lại đã. Vì cô mà tôi phải bỏ vợ của mình, cô phải chịu trách nhiệm với tôi chứ. Anh bị điên à? Tôi đã nói là không có đứa con nào ở đây cả. Tôi chỉ bày ra chuyện này để được làm vợ đại gia thôi. Mà ai ngờ anh lại là cái thằng ăn tám vợ như thế. Cuối cùng cô cũng nói ra âm mưu của mình. Tôi thông báo luôn cho cô biết nhé. Căn nhà này cùng công ty không phải là của một mình tôi. Mày! Cô nghĩ là với một chút mưu mô của cô ấy là có thể chia rẽ được hạnh phúc của gia đình chúng tôi à? Xin lỗi cô. Đối với chúng tôi ấy, yêu nhau là chưa đủ, còn phải tin tưởng nhau nữa. Chính vì vậy chúng tôi mới có được như ngày hôm nay. Hóa ra là chúng mày gài tao à? Ai gài với ai thì cô là người biết rõ nhất. Cô nhắc nhở tôi thì cũng đúng thôi. Hôn nhân hạnh phúc sẽ không có dấu chân người thứ ba. Nhưng mà cô không nhìn lại bản thân mình xem cô đủ trình độ để bước vào hôn nhân của chúng tôi không? Kể từ ngày hôm nay cô bị đuổi việc. Cô mau về thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra hầu tòa vì tội đột nhập nhà trái phép và cố ý gây thương tích với người khác đi. Còn bây giờ cô hãy ra khỏi nhà của chúng tôi.